Rồi hello bạn, chào mừng bạn đến với YouTube channel của Thanh Nguyên Con. Thì hôm nay mình có dịp từ Phú Yên đến Hà Nội khoảng hơn 1.000 cây số. Và mình từ Hà Nội mình đến Ngoại Thành để mình gặp một anh em trong group bí mật tăng chiều cao thành công. Bí mật tăng chiều cao đó. Thì em hiện tại là ở đâu nhỉ? Em hiện tại ở Hà Nội ạ. Hà Nội là cái này ở đâu? À, Sóc Sơn. Sóc Sơn, Sóc Sơn Hà Nội. Đó, mình chạy từ trung tâm thành phố Hà Nội đến Sóc Sơn là còn một tiếng đồng hồ lại có chiếc xe máy kia đó. Thì em có thể giới thiệu một chút về bản thân là em tên gì, sinh năm bao nhiêu nhỉ? Vâng, em tên là Trần Quang Dũng và sinh năm 2003 ạ. Vậy trước em đã lên được bao nhiêu cm? Em cần điện thoại luôn. Và em đã cao lên thành công là 4 cm ạ. Từ 1m53 đến 1m57 ạ. Giờ tập những bài tập của anh Thanh Nguyên Acon ạ. Là em tập gì mà em lên được 4 cm đó? Em tập những bài ví dụ như zoom in check nhỉ, bật nhảy nữa. Em những cái giáo án nào anh sản xuất ra là em tập, là em kể ra, liệt kê cho mấy bạn biết luôn. Giáo án Acon 8, Acon 9 và Acon 10 ạ. Và 4 cm đó, 4 cm đó là em mất bao lâu để em đạt được? Em mất khoảng hơn 1 năm ạ. Hơn 1 năm. Rồi. Hiện tại em có tập không? Hiện tại em không. Hiện tại là anh thấy em đi làm đúng không? Dạ, nói vâng. Chung là bạn kiểu đi làm rất là bận nhưng mà vẫn dành thời gian ra để gặp mình đó, giao lưu với bạn. Thì em có mục tiêu là 1m bao nhiêu? Em có mục tiêu là khoảng 1m6 ạ. 1m6 hả? 1m6 là hơn kiểu quay đủ hài lòng rồi đúng không? Hài lòng rồi. Thì em muốn ba mẹ cao mét bao nhiêu? Ba em cao khoảng 1m74, còn mẹ em cao khoảng 1m4. Còn 1m74 là kiểu em là anh có anh chị gì ở nhà không? Dạ, em có. Có. Thì nói chung là gen nhiều cái nó phức tạp các bạn, nên là đôi khi ba cao chưa chắc gì mình đại cao giống như ba đúng không? Dạ vâng. Nên có gen trò, gen lặng cái thứ. Thì em muốn chúc các bạn trong group bí mật tăng chiều cao điều gì không? Em chúc các bạn trong group bí mật tăng chiều cao là cao chiều cao mong muốn, đạt được chiều cao mình mong muốn. Vậy cố gắng tập kiên trì. Hiện tại là em biết 53 ạ, em 1m53 đến 1m57. 1m53 là 1m57 thì cảm giác của em khi mà 1m57 em có cảm thấy buông không? Em cảm giác vui sướng. Là mình hài lòng, mình chấp nhận bản thân. Dạ. Cái thứ đúng không? Vâng. Rồi. Ok. Đây cho mấy bạn thấy bóng dáng hiện tại này. Điều xong thì nó có thay đổi không? Đó. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Thấy hay thì bấm like, đăng ủng hộ cho tụi mình nhé. Cảm ơn các bạn.